Vâng, và một trận đấu mà chúng ta chờ đợi nhất trong ngày hôm nay đã tìm ra, sau trận đấu này chúng ta sẽ tìm ra chân dung của nhà vô địch trong khóa học Robotics S7. Xuất phát ở khu vực màu xanh là Sơn Việt, xuất phát ở khu vực màu đỏ là Hồ Anh. Nào hai đội sẵn sàng chưa? Cho một tràng pháo tay cho hai đội nào. Vâng, và thầy sẽ được đếm ngược 3, 2, 1 và trận chung kết bắt đầu. Trận chung kết của chúng ta diễn ra giữa hai đội. Hai đội có số điểm rất cao trong vòng loại và anh liên tục vượt qua vòng knockout và để đến vòng chung kết ngày hôm nay. Điểm sai là điểm 5 đầu tiên cho đội đỏ. Hồ Anh đã ghi được 5 điểm. Vâng, và Sơn Việt cũng ngay lập tức được 5 điểm. Tuy nhiên đội đỏ đã có được, đội đỏ đã có được điểm tiếp theo rồi. Vâng, và đội đỏ rất nhanh chóng. Liệu có một kết quả hòa không? Một kết quả hòa không? Cái gì thế này? Một trận đấu vô cùng căng thẳng và tôi đã gàn hết cả cổ rồi. Chúng ta cho một tràng pháo tay đi. Một quả này nữa thôi chúng ta. Nào, nếu Hồ Anh bỏ quả này, Hồ Anh sẽ giành chiến thắng. Nếu Sơn Việt giành chiến thắng ở quả này, chúng ta sẽ phải đấu lại. Cái gì đây? Cái gì đây? Hai đối thủ của chúng ta không khoan nhượng. Nào, cái gì thế này? Vâng, không được rồi. Ở giây thứ 140, tỷ số tạm thời đang là 15-20. Tạm thời đang nghiêng về đội đỏ của Hồ Anh. Nhưng Sơn Việt cho thấy làm sao để anh có thể tiến được vào trận chung kết. Anh không hề đơn giản một chút nào. Vâng, và vẫn cố gắng. Chúng ta cố gắng. Ô, cái gì thế này? Thầy gạt cả cổ. Cái gì thế này? Trận đấu bây giờ đang là thế cân. 15 điểm cho cả hai đội. Một thế cân. 15 điểm cho hai đội. Vâng. 15 điểm cho hai đội. 15 điểm cho hai đội. Vâng. Và cái gì thế này? Hai đối thủ của chúng ta đang rất đẹp chiều. Những con số 4 của chúng ta đang rất cần mẫn. Nào, một quả này nữa thôi. Một quả này nữa thôi. Trận đấu có phải vào một trận đấu phụ không? Một trận đấu phụ không? Vâng, và thời gian đang là giây thứ 86 rồi. Thầy đã khạt cổ mất rồi. Nào, trận đấu. Ô, cái gì thế này? Trận đấu phụ rồi.